tối ngày 23 tháng 7, một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường Cộng Hòa, đoạn qua quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Thông tin ban đầu khoảng 21 giờ, tài xế Ngô Văn Đồng, 32 tuổi, quê Bình Định, điều khiển xe tải trên đường Cộng Hòa hướng từ ngã tư An Sương đi công viên Hoàng Văn Thụ. Vừa qua giao lộ Trường Chinh thuộc địa phận phường 15 quận Tân Bình thì cabin xe bất ngờ bốc khói, tài xế cho dừng xe kiểm tra thì đầu xe phát hỏa bốc cháy dữ dội. Tài xế cùng người dân dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 11 nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy. Sự cố trên khiến đầu xe bị cháy rụi, một phần thùng xe bị cháy xém, giao thông qua khu vực ùn ứ. Lực lượng chức năng quận Tân Bình đã đến xử lý vụ việc, điều tiết giao thông qua khu vực.